Hello. Hello, Ngọc Ánh xin kính chào cả nhà lên sam ơi. Chiều cuối tuần ơi, trưa trưa ngày thứ bảy, trưa ngày chủ nhật. Bữa nay mình được khách quý đãi ăn trưa. Khách quý đãi ăn trưa, cảm ơn chủ nhà đã cho mình bữa ăn trưa rất là ấm cúng trong cái gia đình ha. Cảm ơn chủ nhà. Mời chị lên. Nay mình ăn món gì hấp dẫn đây, nãy giờ đầu bếp nấu rất là cực nhọc nè. Nay mình được mời đến một cái vùng ra khỏi ngoại ô San Jose rồi. Bữa nay mình tung tăng, mình được đi ăn hàng, đi ra khỏi cái vùng San Jose. Này scallop gỏi sò, gỏi gỏi xoài đây, nhâm nhi, hấp dẫn không? Đã San Jose hiện giờ đang xảy ra một tai nạn ở ngoài Dynasty, nhà hàng Dynasty, khu Grand Scenery đang xảy ra một cái tai nạn chết người bị đụng xe gì đó rất là khủng khiếp. Thôi cầu mong cho mọi người được bình an. Đó, San Jose bữa nay là có một cái chuyện rất là buồn trong cộng đồng người Việt Nam ha. Thôi. Chúc chúc sức khỏe, cảm ơn chủ nhà rồi, cảm ơn chủ nhà đã tiếp đãi gia đình bạn, những người khách quý. Đây. Nay mình có lộc ăn. Rồi.